Hello, chào tất cả các mọi người đã đến với channel của mình. Thì mình là Ngộ Không TV. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách là làm thế nào mà bộ đồ xì xám gọi là nhanh nhất có thể nha các bạn. Thì từ từ mà nói qua sơ sơ cái chuyện đó đi, từ từ nói. Bây giờ thì mình sẽ mới xuống dốc này tôi chết lắm nha các bạn. Tôi chết không. Nằm dưới được giờ chết con gấu chết. Giờ sao không sáng còn mờ hả? Thì từ từ nha các bạn. Đi từ từ xuống nè. Ok. Rớt bà 5 máu còn 5 máu thôi. Nhích từ từ các bạn nè. Đấy, xuống thấy chưa, xuống đó, xuống từ từ xuống giờ chạy xem nữa mất máu rồi. Giờ thì mình sẽ tìm cách quay ngược lại vào đây, xa lắm, quay ngược lại mình sẽ xuống đây rồi. Rồi xong, bye bye. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái nhận bộ đồ xì xám này là nhanh nhất có thể luôn nha. Nếu các bạn nào biết rồi thì thôi, còn các bạn chưa biết thì hãy cho mình một like, một subscribe để kênh mình được phát triển. Nhớ chia sẻ lên Facebook cá nhân hoặc là cộng đồng Free Fire nha các bạn. Như vậy thì mình sẽ vào một cái tempo, mình sẽ tắt ngẫu nhiên, mình sẽ vào trong trận và mình leo lên cái chỗ nào gọi là cao nhất thì mình sẽ bay xuống và từ từ nha các bạn. Đó thì mình sẽ vào trong 4 nè, từ tắt ngẫu nhiên cái đã. Rồi thì mình sẽ nhảy lên cao xuống, các bạn sẽ thực hiện cái này trong khoảng cỡ 25 trận. Mỗi trận thì mình tính sơ sơ cũng khoảng 1 phút rưỡi hay là 2 phút gì đó. Thì chắc video của mình đến đây là kết thúc. Thì mình đang có một số công chuyện bận nên mình sẽ không nói gì cho các bạn. Bye bye, hẹn mọi người ở video clip tiếp theo. Bye bye.